ai? Để bà coi. Thế cho một là đẹp hè. Chào thưa quý, cho đi uống cà phê cái quán mới là quá ha. Xin mời bà con uống cà phê tại 114 đường Lê Lợi, gọi là Catinat. Đề nguyện công trữ bà con. Sáng hôm nay tại Huế trời nắng rất là đẹp, nhiệt độ bây giờ 26 độ C bà con ạ. Ngày này thì tầm cỡ 26 đến 29 độ C là cùng. Dạ, quên vào thủ quỹ kênh YouTube của Việt Nam hôm nay. Vui mừng và kính chúc sức khỏe bà con quý vị và các bạn buổi sáng. Hôm nay là 18 tháng 10 năm 2024 trên đường Nguyễn Công Trứ, Huế. Hôm nay tôi quỳ cho đi ăn chi gì? Ăn bún bò tiết hả? Cảm ơn nghe tôi quỳ trước nghe, hấp dẫn quá. 47 đường Nguyễn Công Trứ, bà con quý vị và các bạn. Thủ quỷ đang đi trồng món. Món này đang có. Quấn em, ba thủ quỷ. Hai. Chào thực quyền ở trong kia luôn ạ. Rồi. Tình tiên trước chị ha. Bên này 40, bên này 40 hả? Chà. Thơm hấp dẫn. Bà con. Chào bà con. Thank you.
Ở đây tô 30 có, 40 cũng có, 50 cũng có. Tô của mình là 40. Rồi, bao bao. Cảm ơn anh. Được ba con. Được che Huế. Sáng nay cảm ơn thưa quý vị cho thưởng thức bún bò trong cái trời nắng hồng rất là đẹp. Đậm đà bản sắc của Huế. Chưa tiếp theo thưa quý vị cho đi bộ. Đặc điểm ly cà phê chứ. Rất là chiều chơi. Đậm đà Huế. Đưa lên lời phía trước khách sạn Hương Giang có một quán cà phê rất là mới gọi là Cá Thị Nạp, bà con. Xin mời bà con quý vị và các bạn chúng ta cùng có bên kia thưởng thức cà phê và không gian như thế nào. Một cái biển hiệu rất là đẹp, mạnh mẽ. Quán cà phê mới là đẹp hè. Chào thưa quý vị, cho đi uống cà phê cái quán mới là quá ha. Một chai sữa, một cà phê muối. Ở đây. Chưa có em ơi. Không có cà phê muối. Điển hình như là cà phê sữa đá là 39 à, 55, 39, mê là cà phê phin. Espresso mô, chan espresso loại ad em ấy. Nó giống nặng hay đạo vậy? Nóng. Espresso sữa nóng. Rồi espresso bạc xỉu với em, nhỏ luôn. Thịt đá đấy. Thì bưng vôi lên phải ra lấy. Ra lấy à. Chờ thủ quỹ sáng đến sáng quá cho đi uống cà phê. Đang cầu được cái ghế hay sáng chảnh ha. À, cái ghế nhất. Cái kiểu đang chèo chèo băng dây rất là hay. Đây gần đập đá và phía bên kia là khách sạn Hương Giang đối diện qua đường Lê Lợi. Địa chỉ của quán là 114 Lê Lợi ở Huế, Việt Nam mình. Bữa đi phổ biến cái kiểu mà sau khi gọi là có cái giống như cái điện thoại này. Lúc nào bên trong người ta phá chế xong thì nó rung. Và người đi uống, khách phải vào từ bưng ra. Đó dù bên thấy bên trong cũng rất nhiều người, nhiều nhân viên. Rồi, rèn ra rồi đây thủ quỷ. Vừa rèn vừa rừng. Phiên thủ quỷ hết. Ăn no rồi đi nó mệt. Phục vụ vợ bữa cái thứ phục vụ vợ hả? À vợ uống cái đi phải không?
món gì đây? Bát xỉu. À, phải phục vụ đi là được rồi, cái này phải dắt vào đây chứ. Rồi, có cái ống lẩu đấy. Rồi, lắp vào lại. Ồ, đúng là ngon. Này, mời vợ này. Cảm ơn. Còn đây là món của Bình, cà phê espresso sữa. Espresso sữa, nóng. Này, còn dắt vào chỗ này luôn. Chỗ nào? Chỗ muốn. Đây này. Bắt cái đó này. À, đấy. Có nắp đi à? Ồ, đi à? À, có cái khóa trong... xin mời bà con uống cà phê tại 114 đường Lê Lợi, gọi là Catinat, một cái hệ thống cà phê tương tự như là Highland. Cà phê để trong này không thấy chất lượng bà con ha. Bây giờ hút mới là coi như cảm nhận được. Đậm đà. Thơm. Thơm ngon từng cái tia hụt pha. Giờ đến phiên thuộc quỷ mấy bà con. Espresso sữa đã. Để cho thuộc quỷ uống bên có như còn đắng. Thèm. Rất là phong cách. Ở đây khỏe đấy. Vòng xong vứt lấy luôn, khỏi rửa, khỏi rửa. À, làm như thế này môi trường ngày càng nặng nề, càng ô nhiễm. Theo bên nghĩ là không nên, nên dùng các loại vật liệu tái sử dụng. Cà phê cà pháo ăn sáng rồi xong đầy đủ rồi bà con. Cảm ơn thưa quý nhiều. Thank you. Bên đây cũng cảm ơn bà con quý vị và các bạn đã đồng hành chúng ta về thăm Huế, ăn uống, tham quan cảnh quan đây đó. Chào nhiều cô gái Huế dễ thương chưa ha. Xin kính chúc bà con luôn vui khỏe, mọi sự tốt lành thành đạt. Xin hẹn gặp lại bà con quý vị và các bạn ở video tải lên sẽ nhận tiếp theo. Không quên subscribe đăng ký để cập nhật video mới, ủng hộ đồng hành cùng với mình trên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Xin cảm ơn bà con. Chào tạm biệt bà con quý vị và các bạn. Chào bà con.